luôn mọi người ạ. Dạo này mình rất là vui vẻ, mình ăn bóc khá là nhiều nữa, là cũng gọi là một con người có chút tình yêu đó mọi người. Một chiếc quần mọi người ơi. Oh my god. Mặc thử. Một chiếc quần ống len mọi người ạ. Quần này là chất nhung tam, mặc lên che khuyết điểm với cả tôn dáng cực, dễ phối đồ với cả mặc rất là thoải mái luôn. He he. So với giá thì siêu chất lượng. Wow, một chiếc áo mọi người ạ. Chất nhung tam nha. Trông ấm áp thật sự luôn ý. Form xinh ha. Mấy cái áo kiểu form như này rất là dễ mix đồ. Cuối cùng là một chiếc áo phao mọi người ạ. Một chiếc áo phao siêu to khổng lồ luôn. Thích quá đi mất. Còn có cái này nữa nè. Để cài lên mũ mọi người ạ. Chất mà cực kỳ ấm luôn ý.